Tất cả sẵn sàng chưa? Thời gian dành cho gia đình anh Thương chuẩn bị 3, 2, 1. Ủa là sao? Ủa là sao? Em đã hồi hộp anh còn nhá nó luôn. 3, 2. Hồi hộp con. Có. Hả? Hồi hộp không? Này, anh làm là cái làm lại em giật luôn á. Làm cái nữa là để Thường Nguyễn chạy là nhanh hơn đúng không? Đúng rồi. Sẵn sàng con. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mời gia đình đầu tiên. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Bước đi, bước nhanh lên. Cố lên, cố lên. Qua luôn. Chui nhanh lên, chui nhanh lên, chạy. Đúng rồi, đưa cho mẹ. Rồi, cả gia đình về đây. Mở lên xem. Mẹ khóa nào mở được. Không được rồi, lấy khóa khác. Đưa mẹ con, đưa mẹ làm nhanh lên. Chết rồi, lâu quá vậy. Mẹ lâu quá. Được rồi. Cố gắng lên chị ơi. Hình như rung, cả nhà đang rung. Mở cái khóa rất là khó luôn. Chết rồi. Rồi, nhìn luôn không? Cái gì đây, cái gì đây? Cái gì? Một cây làm nhắm dinh nó, cây làm nhắm dinh nó, cây chụp lại để hộp đuối cao. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn đuối cao. Chính xác rồi, đồng hồ đã bấm giờ. Vòng thứ hai này không ai được thấy thời gian cả. Hồi nãy mình giúp bạn mình thấy mình hoàn thành trách nhiệm chưa? Dạ, con thấy con cảm thấy rất là vui khi hoàn thành giúp bạn. Nhưng mà vòng cuối tại sao lúc mà mở khóa sao mình mở hoài không ra vậy? Có cái nó trùng á, hai cái nó giống nhau không có chọt cho được. Đúng rồi, không có chọt được đúng không? Có mấy chị không phải. Bây giờ mình về vị trí thôi. Chúc mừng gia đình chị Minh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình thứ hai, xin mời. Gia đình anh Tương chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên con, cố lên. Chạy đi con. Cố lên, cố lên. Qua luôn. Đem chìa khóa về thật nhanh. Nhanh lên anh Tương. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chết rồi, chết rồi. Cố lên. Đó, hơi chậm rồi, hơi chậm rồi. Đưa cho chị, mau lên. Về đi, mở đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Giai đoạn này mới là quan trọng. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Giai đoạn này mới là quan trọng nè. Chưa, đúng rồi, nhanh, 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 nhanh. Rồi, hãy nhìn, điều gì đây? Tốt gỗ, tốt massage. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chúng tôi đã dùng đồng hồ. Câu gì mình nhắc lại? Tốt gỗ, tốt nước sơn. Tốt gỗ, tốt nước sơn. Chính xác. Chúc mừng gia đình. Xin mời gia đình cuối cùng, gia đình anh Thương. Tất cả sẵn sàng chưa? Thời gian dành cho gia đình anh Thương chuẩn bị 3, 2, 1. Ủa là sao? Ủa là sao? Ủa là sao? Em đã hồi hộp anh còn nhá nó luôn. 3, 2. Hồi hộp con. Có. Hả? Hồi hộp không? Này, anh làm là cái làm lại em giật luôn á. Làm cái nữa là để Thường Nguyễn chạy là nhanh hơn đúng không? Đúng rồi. Sẵn sàng con trai. Nào, cười tươi lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên con, cố lên. Để tự nhiên con thở, 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 thở. Đúng rồi đây nè. Nhanh lên. Đó. Chúc con mang thương lại nè. Cố lên, cố lên, cố lên. Qua luôn. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh, từ từ, từ từ, từ từ. Quan trọng là mở nè. Từ từ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Từ từ, từ, để một người thôi, đừng đừng đụng nhiều tay quá là người ấy đó. Không được rồi. Bao giờ sự căng thẳng hồi hộp cũng nằm ở giây phút cuối cùng này quý vị. Yeah. Hay quá. Bấm, bấm. Đọc. Gì đây? Thập đi đối với anh, thập đi đối với anh. 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 Đáp án là gì? Thập đi đối với anh. Thập đi đối với anh. Tuyệt vời, chúc mừng gia đình chúng ta. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.